áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành với chúng mình trong tiết học này đấy. Bài học hôm nay của chúng mình có tên Em vui học toán. Nào, các con đã sẵn sàng tham gia cùng với các hoạt động của cô chưa? Vậy bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng tham gia vào trò chơi đầu tiên. Trò chơi đọc số. Các con chọn hai chiếc cốc như nhau và có thể lồng vào nhau. Với chiếc cốc thứ nhất, các con viết các số tròn trục từ 10 đến 90 lên xung quanh miệng cốc. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Đối với chiếc cốc thứ hai, các con hãy viết các số từ 1 đến 9 lên xung quanh miệng cốc. 10. Sau đó, các con thực hiện lồng chiếc cốc thứ nhất vào chiếc cốc thứ hai, cùng nhau xoay cốc rồi đọc các số tạo thành. Ở đây cô đã xoay cốc và có số 54. 54 là số gồm 5 trục và 4 đơn vị đấy. Bây giờ, các con hãy rủ bạn bè hay người thân của mình cùng nhau tham gia trò chơi này để ghi nhớ giúp cô cách đọc các số trong phạm vi 100 nhé. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng tham gia vào trò chơi thứ hai, trò chơi tạo hình bằng que và đất nặn. Các con hãy quan sát bức tranh của cô. Ở đây, cô có rất nhiều những que và rất nhiều những đất nặn với những màu sắc khác nhau. Nhiệm vụ của chúng mình là từ que và đất nặn hãy tạo hình giúp cô thành các hình thù đặc biệt. Ví dụ ở đây là hình vuông, hình tam giác hay hình con vật. Các con đã có những sáng tạo gì từ que và đất nặn? Các con hãy chia sẻ cho cô và những người bạn xung quanh của mình cùng biết nhé. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các con hoạt động thứ ba trong bài học hôm nay của chúng mình. Đó chính là hoạt động vẽ đường viền quanh đồ vật để tạo hình. Các con hãy chuẩn bị cho cô một tờ giấy trắng, một chiếc bút màu và các đồ vật. Các con hãy đặt đồ vật lên trên tờ giấy trắng, lấy bút vẽ đường viền quanh đồ vật để tạo hình các vật. Nào, chúng mình cùng xem bạn nam và bạn nữ đã tạo hình các vật từ miếng bìa và chiếc cốc như thế nào nhé. À, bạn nam đã vẽ viền xung quanh miếng bìa hình chữ nhật. Khi bỏ miếng bìa ra, bạn được một hình chữ nhật. Bạn nữ đã úp miệng cốc xuống giấy, bạn vẽ đường viền quanh miệng. Khi bỏ chiếc cốc ra, bạn đã được một hình tròn đấy. Quan sát cách làm của hai bạn, các con đã tạo được hình gì từ những đồ vật xung quanh? Các con hãy chia sẻ cho cô và bạn bè cùng biết nhé. Bây giờ, cô trò mình cùng tham gia vào hoạt động thứ tư, thực hành đo độ dài. Chúng mình sẽ thực hiện như các bạn nhỏ trong hình, thực hiện ở sân trường. Đầu tiên, các con hãy chọn vị trí trên sân trường, chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm đo khoảng cách giữa hai vị trí đã chọn bằng một sợi dây. Ví dụ, như trong bức tranh của cô, các bạn nhỏ đang đo khoảng cách giữa hai cây trên sân trường. Các bạn đã đo khoảng cách này bằng việc dùng sợi dây và thanh gỗ. Đầu tiên, mỗi nhóm đo khoảng cách giữa hai vị trí đã chọn bằng một sợi dây. Sau đó, dùng thanh gỗ đo độ dài của sợi dây đó. Các con ghi lại kết quả đo và chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết nhé. Bạn Nam nói rằng độ dài sợi dây của nhóm mình đo được là 6 thanh gỗ. Vậy nhóm các con đã đo được sợi dây
dài bao nhiêu thanh gỗ. Bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã được thực hành với những kiến thức mình đã học. Thật vui và thú vị phải không nào? Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Cô xin tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.